Xin chào anh em nhé, hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em lên bản iOS 16.5 beta. Đây là chiếc điện thoại 12 Pro Max đang ở phiên bản iOS 15. Thì chúng ta sẽ lên iOS 16 bằng Bluetooth anh em nhé. Ở đây thì khi cắm điện thoại vào nó sẽ ở tab iDevice. Sau đó thì chúng ta muốn cập nhật iOS, chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ là Smart Flash. Nếu anh em chưa có phiên bản phần mềm thì anh em ấn vào phần download, đây em đã tải sẵn rồi. Sau đó anh em sẽ tích vào phần Quick Flash Mode, rồi chuyển sang tích vào phần Flash. Nó hiển thị lên cái bảng như vậy thì anh em sẽ ấn vào Flash nhé. Đây nó sẽ tiến hành Flash file vào máy. Anh em lưu ý chạy sẽ mất hết dữ liệu nhé. Nó sẽ tiến hành chạy. Trên điện thoại thì dần dần nó sẽ vào cái chế độ Recovery Mode. Chúng ta sẽ xem ở trên điện thoại này là nó sẽ tiến hành vào Recovery Mode. Sau khi vào được Recovery Mode thì nó đợi một lúc nó sẽ vào được cái chế độ táo để anh em tiến hành flash tiếp. Còn này anh em sẽ cần chờ một lúc để nó vào được cái quả táo để nó chạy. Đây là nó đã tiến hành đang chạy phiên bản phần mềm rồi. Anh em sẽ cần phải chờ khá là lâu để cho nó chạy xong. Đây, nó đang bắt đầu tiến hành chạy đấy. Anh em sẽ để ý cái vạch trắng ở trên cái iPhone này, nó sẽ tiến hành chạy nhích dần lên. Đó, nó sẽ nhích dần cho đến khi đạt 100%. Và đây là chúng ta đã tiến hành là chạy xong anh em nhé. Chúng ta sẽ tiến hành active máy thôi. Chọn ngôn ngữ, chọn vùng mà. Chúng ta sẽ set up máy. Đoạn này chúng ta sẽ cần phải kết nối wifi nhé. Sẽ cần chờ một lúc để nó kích hoạt được cái thiết bị. Chúng ta chọn tiếp tục, phần thiết lập sau thì chọn mật mã, chúng ta chọn không sử dụng, không di chuyển, thiết lập sau. Vào đến bên trong, và đây là bản iOS 16 đây. Ta sẽ xem thông tin giới thiệu nhé. Đó, nó đã lên được iOS 16.0 rồi anh em ạ. Đây là bản beta 5 anh em nhé. Chúng ta sẽ vào phần pin và sẽ nhìn thấy phần trăm pin ở đây. Chúng ta tích lên và chúng ta sẽ xem được cái phần trăm pin ở trên thanh trạng thái. Rất là tiện. Trên đây là bài hướng dẫn anh em lên bản iOS 16.5 beta.